con và các bạn xem đài thân mến, vừa tạo mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong chuỗi liên kết giá trị, ngành nông nghiệp Tây Ninh hiện nay còn tổ chức hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Sắp tới, ngành nông nghiệp còn tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan, tạo kết nối tiêu thụ lâu dài cho nông dân. Chỉ tính qua 5 đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh giúp nông dân trên địa bàn tiêu thụ hơn 420 tấn rau củ quả các loại. Liên quan vấn đề nêu trên, mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngành nông nghiệp tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Theo khảo sát của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn Tây Ninh đang tồn đọng nhiều loại nông sản đã và đang thu hoạch cần nguồn tiêu thụ. Hầu hết các mặt hàng rau củ quả được sản xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có loại ăn quả đang tồn đọng hàng trăm tấn trái, có loại quả đã luôn để trên cây không được thu hoạch do không có thương lái đến mua hoặc chưa tìm được nơi tiêu thụ. Trong đó có các mặt hàng như mãng cầu ta tồn đọng hơn 800 tấn, cam xoàng, cam sành và quýt đường hơn 100 tấn, nhãn da bò, nhãn xuồng hơn 360 tấn. Các loại rau củ cũng tồn đọng một lượng lớn, cụ thể như khoai môn, khoai sọ gần 300 tấn, bắp trái thương phẩm hơn 80 tấn, đậu đũa, bầu, bí hơn 15 tấn, rau cải hơn 12 tấn, thịt trâu, bò, giết mổ khoảng 2 tấn trên ngày, gà thịt hàng triệu con đến lứa xuất chuồng. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này do thời gian đầu xảy ra dịch bệnh, người tiêu dùng tích trữ thực phẩm dẫn đến xảy ra tình trạng khan hiếm nông sản, giá nông sản tăng cao. Sau đó, hàng hóa tồn đọng do các chợ đầu mối đóng cửa, thương lái không bán được hàng nên không thu mua hàng của nông dân. Trong thời gian qua, đã có nhiều đơn vị, cá nhân thu mua phân phát đến các tổ chức từ thiện hoặc làm nơi trung gian liên kết giữa người tiêu dùng và người sản xuất, giúp tiêu thụ một phần nông sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh là một trong những đơn vị làm đầu mối giúp người nông dân đưa sản phẩm của mình đến tận tay người tiêu dùng trong những đợt vừa qua. Sau nhiều đợt hỗ trợ, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tiêu thụ nông sản từ buổi chiều ngày 23 tháng 8 đến sáng ngày 24 tháng 8 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh tiếp tục tổ chức tiếp nhận số lượng lớn hàng nông sản từ các hộ nông dân ở hầu hết các huyện, thị trên toàn tỉnh để phân phối đến người tiêu dùng, giúp nhà sản xuất tiêu thụ phần nào nông sản ùn ứ do ảnh hưởng dịch bệnh. Trong đợt này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận hơn 10 tấn hàng gồm trứng gia cầm, rau quả như bầu bí, dưa, rau cải, khổ qua, măng tre, bắp, bưởi, nhãn từ các hộ sản xuất ở huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên, Hòa Thành, thành phố Tây Ninh. Ngay từ chiều hôm trước đã có hàng chục đoàn viên của đơn vị tập trung phân loại, chia tách rau củ theo trọng lượng đơn đặt hàng. Sau đó sẽ có nhiều chuyến xe vận chuyển đến tận nơi cư ngụ của người tiêu dùng. Đợt này có nhiều đơn đặt hàng là người tiêu dùng ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thứ 5 của Sở Nông nghiệp tổ chức tiếp nhận, giao hàng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân ở Tây Ninh. Của việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản là chúng em muốn hỗ trợ giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ được các nông sản bị ứ động, khó vận chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cũng giúp cho các người dân có thể mua được các mặt hàng với giá rẻ hoặc là giá bình ổn. Và đợt này là đợt nhiều nhất. Đợt này thì tụi em đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 tấn nông sản với hơn 5.000 trứng gà ta. Mặt hàng thì hơn 20 mặt hàng nông sản. Tinh thần của các bạn đoàn viên thanh niên rất là tích cực. Các bạn sẵn sàng gác lại công chuyện chuyên môn để dành thời gian để hỗ trợ bà con nông dân để tiêu thụ nông sản. Mỗi lần mà chúng em tiêu thụ nông sản thì từ sáng sớm, từ 7 giờ sáng cho đến 4-5 giờ chiều, các bạn vẫn miệt mài làm việc, không có quản ngại khó khăn. Bà con nông dân thì trong mùa dịch thì rất là lo lắng, tại vì họ không có vận chuyển hàng hóa nông sản đi được các chợ đầu mối hoặc là các thương lái không có đi mua để đến các nhà vườn để tiêu thụ được, do là mình đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Nên là bà con rất là lo lắng. Khi mà biết là các chương trình của tụi em thì một số bà con nông dân mà biết được thì sẽ chủ động liên hệ để tụi em tiếp cận
sau đó thì tụi em sẽ liên hệ với, kết nối với lại những khách hàng mà có nhu cầu hoặc là các đối tượng đang cần thực hiện từ thiện, các nhóm từ thiện để gom hàng của bà con nông dân, thì chúng em sẽ chọn ngày để phân hàng đến các nơi cần. Ngoài lực lượng trẻ, đoàn viên thanh niên, chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia công tác hỗ trợ tiêu thụ, còn có lực lượng đoàn viên, công đoàn ngành cũng tích cực tham gia từ đầu chiến dịch. Với tinh thần bảo đảm công tác chuyên môn nhưng vẫn góp một phần công sức cho chương trình thiện nguyện, nhiều đoàn viên công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hăng hái với công việc phân loại hàng nông sản, rau củ quả theo đơn đặt hàng của người tiêu dùng, tranh thủ cuối giờ chiều, cả giờ nghỉ trưa để bảo đảm giữ lại độ tươi của rau quả. Bà Trang Hồng Thảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tất cả các anh chị em đoàn viên tham gia công tác này cũng vì ý nghĩa chung tay góp sức phòng chống nạn dịch Covid-19, đồng thời cũng thực hiện tốt kế hoạch công tác dân vận của ngành năm 2021. Phòng chống cái đại dịch Covid-19, đồng thời thì để thực hiện cái kế hoạch công tác dân vận của ngành công đoàn, thì công đoàn ngành nông nghiệp cũng đã tổ chức hỗ trợ người nông dân tiêu thụ các cái nông sản mà trong cái tình hình dịch rồi giãn cách theo chỉ thị 16 thì người nông dân cũng không có cái đầu ra, cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đồng thời thì cũng để hỗ trợ cho những người dân mà ở trong các cái khu cách ly, ở các cái vùng giải tỏa mà không có cái thực phẩm để phục vụ cái sinh hoạt đời sống hàng ngày, thì cũng cùng với cái nhân lực hiện có của công đoàn ngành cùng với cái đoàn thanh niên của sở thì công đoàn cũng đã tổ chức thu gom nông sản của người nông dân để tiêu thụ nhằm hỗ trợ người nông dân có thêm thu nhập và thực hiện tốt cái việc mà phòng chống dịch bệnh Covid, tức là người ở đâu ở đó theo cái tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn thực hiện một số giải pháp khác để giúp bà con, như làm đầu mối để tạo liên kết sản xuất tiêu thụ giữa nông dân và các doanh nghiệp, giúp bà con tiêu thụ nông sản. Anh Bùi Công Ngọc là nông dân ở huyện Tân Châu cho biết, gia đình anh đang canh tác một số cây trồng truyền thống, hiện đang đến mùa thu hoạch. Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, cũng như nhiều hộ nông dân khác ở huyện Tân Châu, nông sản của nhà anh gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ, trong đó có măng tre. Nhờ có chương trình hỗ trợ của Sở Nông nghiệp, anh đã thu hoạch và gửi được hàng trăm kg măng tươi đến tay người tiêu dùng trong những đợt vừa qua. Tỉnh mình có chính sách cho Sở Nông nghiệp vậy là cực kỳ. Nếu bà con mà có thứ nông sản nào mà cần đầu ra mà chưa ấy thì cố gắng liên lạc cho Sở, để Sở cố gắng hỗ trợ cho bà con trong cái khó khăn dịch bệnh đi lại, rồi giá cả khó khăn này. Nên là cũng cảm ơn Sở Nông nghiệp. Bà con mà không biết thì chắc phải đến phòng nông nghiệp huyện hay là các trung tâm khuyến nông của huyện để liên lạc, rồi có gì để liên lạc với một số người ở dưới này. Riêng Tân Châu, nếu mà có ai mà ấy thì liên lạc với tôi giới thiệu giùm, hoặc là có quá gian gửi đồ thì theo xe tôi thì cũng được. Tính đến tháng 8 năm 2021, số lượng rau củ quả của nông dân được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tiêu thụ là hơn 420 tấn hàng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn một số loại trái cây như thanh long, dưa hấu, mãng cầu, nhãn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Tây Ninh hỗ trợ đưa đến các tỉnh thành khác tiêu thụ hơn 2 tấn hàng. Các sản phẩm từ động vật như thịt gà, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng liên kết đến các công ty, doanh nghiệp, siêu thị, hệ thống phân phối nông sản trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trong thời gian tới. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình Nông nghiệp kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.